Cá Mương. À, cá Tân Sơn. À, cái con này nhìn như cá cảnh như này, đẹp gì cô nhỉ? Đẹp mà. Cái này về mình rán lên hả cô? Cái này chỉ rán thôi, à, rán cuốn rán lốt. À, đây là một số con cá suối này, cá chạch này, cá bò, cá cuốt. Đóng, ráo cái này ở cái gian hàng bán cá này thì rất là tấp lập. Đấy, và lại con ốc nữa. Và cá với ốc. Vì những cái đồ sông suối này là ai cũng thích luôn. Quay phim mà cháu. Vâng ạ. Đây có chạch này, cá bò này. Còn con này con gì cô? Cá Mương, cá Mương. À con này đang có trứng đúng không ạ? Vâng. Có nhiều trứng đấy. Vâng. Đấy, đây cũng cá bò vàng này, ngon lắm này. Có là lấy về là có luôn. Chú có cả thuốc loãng tinh trùng loãng à? Ừ. À. Khỏe. Kiểu nhiều khi là lấy nhau về mãi không có con nó do là bị loãng ấy đúng không ạ? Đấy, nó là loãng tinh này hoặc là lạch tử cung mà. Vâng, lạch tử cung nữa. Đây con lợn này các bạn ạ. Bao nhiêu cân em? Con này là 50 cân anh ạ. 50 cân à? Ý dạ. Cao la men của em đâu ạ? Cao la men chủ tịch của em thì đang đi làm. Sau khi là thịt được băm các cái miếng khá là to ra thì cái bìm sẽ thái và xếp bên trên để trang trí. Rất là bắt mắt luôn. Màu xanh, màu trắng, màu vàng kết hợp với nhau. Chào quý vị khán giả của Rubathan. Hôm nay thì anh em mình đặt chân đến huyện Văn Lãng của tỉnh Lạng Sơn. Và hôm nay thì anh em mình sẽ mời các bạn đi khám phá cái chợ La Sầm của người Tày và người Lùng ở đây. Một cái chợ phiên rất là nổi tiếng ở khu vực Đông Bắc. Bây giờ thì mời các bạn cùng anh em mình đi vào chợ nhé. Đây là toàn cảnh phía trước cái chợ La Sầm nhé các bạn nhé. Một cái chợ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không quá rộng lớn. Bây giờ anh em sẽ đi vào từ hướng bên tay phải này, khám phá cái chợ này xem là bên trong bà con ở đây sẽ có những cái gì mang ra ngoài để trao đổi buôn bán. Đây, các bà đã mua được đồ đạc về rồi đấy, chào ba. À, chợ nó kia này, chợ xuống chợ đây. Khu nào mới là ấy ạ? Chợ cũ, chợ mới là xuống dưới kia. À, chợ mới này phải đi xuống dưới ạ? Vâng. Thế thì tí. Làm này nào có xem kênh luôn mà ta. À thế ạ? Cháu hôm nay mới được dịp sang Đông Bắc bên này. Vâng. Nhà chú ở dưới này à? Vâng. Lát nữa thì anh em cháu ở chợ xong có vào nhà một người bạn ở đoạn trong này ăn cơm trưa. Xong rồi đi di chuyển về Cao Bằng. Ngày xưa chợ ở đây. Vâng. À thế là từ đây xuống xa không chú? Xa đâu. Cứ đi thẳng cái đường này. Đường này. À vâng, ok, thế tí cháu sang. Vâng, cảm ơn chú nhé. Vâng, thế là chú. Đây là có một cái sạp ăn sáng nhỏ nhỏ các bạn ạ. Ừ. Bây giờ anh em nên di chuyển sang chợ mới xem nào, bởi vì là lần đầu tiên đến đây thì cũng không rõ lắm. May là có gặp một chú đã xem video trên kênh của mình nhận ra mình và cô chú bảo là chợ đã chuyển đi rồi. Đây có các cô đang ngồi bán rượu này. Các cô ơi, sao không sang chợ mới bán? Chợ mới không, nhưng mà người ta khách quen rồi lại lên đây mới mua. À. Người ta lại người ta quen rồi. Con nào xuống một chợ một lần rồi người ta tìm bán quay lại. Thế bên chợ mới có đông không cô? Có. Phía này chắc là cháu vừa đến nên là chưa biết là thế nào đây. Cô có quả men ná đây kìa cô. Anh nhiều men ná thế nhỉ? Vâng. Đây là men ná của người gì đây cô, dân tộc gì ạ cô? Dân tộc Nùng. Men ná của người Nùng. Men ná của người Nùng luôn ạ. Đây là một yến gạo thì mấy quả này cô? Cái này là một cân gạo là một quả. Quả là một cân. Cái này là men ná của người Nùng. Vâng. Các cô có bán hàng online không? Tức là khách ở xa mà người ta hỏi mua cô có gửi đi không? Đi có người mà, có người mà. Thế thế cô đọc số điện thoại của cô đi, ai mua thì người ta mua cho cô. Số của cô ạ? Số của cô á? Vâng. 0344 589 965. Ok, bạn nào muốn mua cái quả men ná này về ngâm rượu à, về ủ để nấu rượu thì mua ủng hộ cho cô nhá. Cô tên cô gì ạ? Cô tên là Hoàng Thị Ý ạ. Dạ, Hoàng Thị gì ạ? Hoàng Thị Ý ạ. Hoàng Thị Ý. Ok. Men ná của dân tộc Nùng ạ. Vâng, thi thoảng cũng có khán giả của cháu hỏi mua cái quả này nhưng mà thật ra là thi thoảng đi chợ mới gặp thôi chứ cứ bảo mua nhưng bọn cháu không gửi được nên là các cô có thì các cô bán luôn.
Vâng. Vâng. Cảm... người dân cộng đồng ạ. Tự, vâng. Tự hái lá về tự làm ạ. Lá rồi cây rừng đúng không ạ? Vâng, rễ cây, cành cây nó nhiều loại. Vâng, cây rất... tự nhiên đấy. Vâng, rất cảm ơn các cô nhé. Vâng. Đi sang chợ mới xem nào. Vâng. Ở đâu tận đâu sang. Cháu tận Yên Bái cơ. Vâng. Các cô chẳng chỉ nghe thôi chứ chẳng chưa sang đâu đúng không ạ? Yên Bái nhưng mà mình cũng không phải cái cháu Phương nào nhưng mà chả biết chỗ nào nào. Cháu gái mình cũng ở Yên Bái. À thế ạ. Vâng, xa lắm ạ. Rồi, các cháu cô nhá. Đây. Ở đây chú có còn một ít thịt lợn rừng này các bạn này. Ui, lông. Lông cứng lắm. Rồi, như lông bò ấy. Như bạn trải. Con này, anh à? Anh bán à? Con này bao nhiêu? Tạ. Một tạ hay là bao nhiêu? Mấy chục cân? Con này là tạ. Tạ lốt à? Ở đâu vậy mà? Ông đâu đẻ? Chú còn có cả con ở trong kia. Bác là, cái ông bác là gì bữa nào? Ông tép hết rồi à? Hay đây, lấy mỡ. Ở dưới này vẽ, mèn vẽ đi. Anh em mình đến khu chợ mới rồi nhá. Ở trên miền Bắc mình năm bây giờ thì rộ vào vụ mận rồi các bạn ạ. Đi đâu cũng thấy mận bán tràn lan luôn. Mận thì bây giờ thì khoảng rơi vào độ tầm khoảng 15 đến 20 nghìn một cân ở tại chợ các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn đi chơi vào vườn thì sẽ mua được mận rẻ hơn. Đấy, ui dồi mận này. Màu đỏ đẹp chưa các bạn này. Mận thạch đen này, nổi tiếng ở vùng Lạng Sơn, Cao Bằng này, xứ Lạng. Bà cụ này mới có cái gì bán này. Có một cái túi ớt, một túi ớt. Đấy, đúng rồi, sang bên này mới tấp lập với nhiều mặt hàng này các bạn này. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhá. Chợ rất đẹp. Chợ La Sầm. Có cô có cả ông mật à? Đây, ôn bán cả mật ong này các bạn này. Mật ong cả sáp và vẫn còn con ong này. Cái này mới bắt xong thì cô nhỉ, ong vẫn còn sống này, các con nó vẫn còn sống, nhưng mà cái này thì ngậm nhiều, cái này về ngâm cả tổ và bì vào rượu là hợp lý các bạn ạ. Cái này thì ít mật thôi, phần mật thì chắc là cắt bán riêng rồi. Trước đây cô cũng có một ít mật ong, mật của cô này mới ngon này. Lấy đi cháu. Sáp vâng, sáp nhiều mà mật ít mới là ngon. Nhiều sắp lắm, không? Nhiều sáp lắm. Vâng. Ông đá thì cô nhỉ? Ừ, ông này ông đá. Vâng, ông đi đá này. Đấy, cái chai cô đóng sẵn rồi này. Thơm lắm các bạn ạ. Mật ong rừng. Cô lên hình tí người ta biết người bán mật người ta mới yên tâm chứ. À cái này là cô ơi, cái này là cái sáp của lớp mình nấu lên à? Ừ. Cái sáp mình nấu lên đây đúng không? À, đây mà. Chào thương đinh nè. Đi nó. Nếu phá tay nó mới gần đây nè. Đúng rồi, cái sáp các bạn ạ. Cái sáp cái lến mật đi thì cho lên nấu lên thành lến như thành cái sáp lến thế này. Cái này về để làm gì cô? Về làm bánh dày để xoa để nó không dính tay. À để khi làm bánh dày thì xoa vào tay. Thơm mà đảm bảo an toàn. Đấy. Các bạn nào có nhu cầu sử dụng ong mật ngon ở trên này thì liên lạc với số điện thoại mình để bên dưới nhá. Đảm bảo chất lượng mật cho các bạn. Mật là phải tìm những nguồn uy tín như này là mới dám lấy gửi cho khách này các bạn này. Chứ còn nếu mà mật mà phồng phành có một tí sáp thôi mà toàn mật là mật thì không thể yên tâm đâu các bạn ạ. Thì đi đi ạ. Đây, bên ngoài thì bắt gặp các cô bán cá và chào cô. Ở đây cháu thấy cô cái loại cá gì lạ này ạ? Cá Tân Sơn.
gọi là cá gì cơ? Đây là cá Tân Sơn, đây là cá Mương. À, cá Tân Sơn. À, cái con này nhìn như cá cảnh như này, đẹp như cô nhỉ? Đẹp mà. Cái này về mình rán lên hả cô? Cái này chỉ rán thôi, à, rán cuốn rán lốt. À. Chấm bột vâng. Canh, canh, ớt. Nhìn trông khá là lạ các bạn ạ. Ông Gia Mỹ Thu Hưng. Đây, ốc ở bên này cũng khác khác ốc bên Tây Bắc các bạn ạ. Đây là một số con cá suối này, cá chạch này, cá bò, cá cuốt. Láo cái này mít kín đấy. Hôm nay bán như nào đấy? 20.000 một cân. Tấp lập và đông các mặt hàng đó các bạn ạ. Mình sẽ lựa chọn các cái mặt hàng nó lạ lạ một chút để giới thiệu cho các bạn xem. Các cô xấu hổ. Hôm nay là ngày hội đi quay ạ. Các cô đang thắc mắc là làm sao hôm nay La Sầm vậy, có nhiều người đến quay thế. Nhóm anh em mình đi thì cũng khá đông nên là các cô cũng thấy bất ngờ. Ở đây các bà bán rau dớn, ớt và mầm riềng. Bên này cũng ăn mầm riềng hả bác? Vâng. Còn đây là củ nghệ hả bác? Củ gừng cái loại to các bạn ạ, mà này loại to cũng khá là thơm. Cháu chào các bà nhé. Đây các cô bán đậu này, ở đây đậu thì chia thành các cái miếng nhỏ to bằng cái bánh ấy thôi, bằng cái bánh nướng trung thu thôi. Cá rô to quá. Được. Chị bán cá đang xinh đấy mới quay, chị này đeo khẩu trang vào rồi. Khá nhiều cá to các bạn ạ. Con này chắc phải đến 4 cân không hả cô? Được, 4 cân em ạ. 4 cân đấy nhỉ. Là mè trắng không? Ờ, đấy là mè trắng. Và mè trắng và mè hoa. Cá khô các bạn. Cá này hình như là cá để nấu cho lợn. Người mùa này mùa cạn nên các suối cạn nước rồi, các bà lấy được nhiều ốc lắm. Và rất nhiều ốc. Để toàn cá bắt ở ngoài sông, ngoài suối này các bạn này. Cái loài cá bống này. Cá chuột đây à? Bên này gọi cá chuột này chị. Cá chuột đây. À vâng, em thấy nó gần giống con cá bống ở chỗ em. Đây con bống của nhỏ đây. Đây cô ăn cá gì đây ạ? À? Cá cuốt à? Cá cuốt em ơi. Cá cuốt à? Cá cuốt thì ngon lắm đấy không ạ? Người nó chắc, tròn người. Sống ở khu nước chảy nhá các bạn nhé. Ở cái gian hàng bán cá này thì rất là tấp lập. Và lại còn ốc nữa. Và cá với ốc. Vì những cái đồ sông suối này là ai cũng thích luôn. Quay phim mà ốc. Vâng ạ. Đây cá chạch này, cá bò này. Còn con này con gì cô? Cá mương. À con này đang có trứng đúng không ạ? Vâng. Có nhiều trứng đấy. Vâng. Đấy, đây cũng cá bò vàng này, ngon lắm này. Đây kia ông đó cả Tân Sơn này ạ. Vâng. À cái ông cá Tân Sơn nó hoa ấy đúng không anh? Vâng. Bên này những con to, ngoài kia thấy con Tân Sơn nhỏ thôi. Đây con này đúng không ạ? Con Tân Sơn này to hơn hẳn. Ủa đây công nhận các cô bắt được nhiều cá suối thật. Cá bò vàng rất ngon này. Ở phía trên này là cái dãy các cái hàng bán thịt thực phẩm, thịt lợn, thịt trâu, thịt bò rất nhiều các bạn ạ. Đây thì mình thấy có một cái gian hàng các cái loại thuốc lam các bạn ạ. Thuốc trị thuốc giúp mát gan sáng mắt này. Thuốc
sữa bệnh trĩ này, không, bệnh viêm phế quản này, các cái bài thuốc dân gian của người đồng bào ở đây. Ừ. Con về mà tôi bảo là hàng của ông con cháy. Chú có cả thuốc loãng tinh trùng loãng à? Khỏe. Kiểu nhiều khi là lấy nhau về mãi không có con nó do là bị loãng ấy đúng không ạ? Nó là loãng tinh này hoặc là lạch tử cung mà. Vâng, lạch tử cung nữa. Là chú cũng có thuốc à? Vừa rồi có một cái đứa cháu nó lấy nhau ở đúng đang hàng 3 4 năm cũng có, nó bảo là đi khám bác sĩ bảo là trứng lép, nhưng mà uống một phát có đến tháng thứ hai là có luôn. Về lại sòn sòn luôn à? Phải không? Thế có phải sướng chưa? Ăn thịt luôn đúng không? Này chú còn có thuốc xương khớp này. Kế đó. Kế ra, chú ơi, đây là bài thuốc của người Tây hay người Lùng hả chú? Đây là người Lùng. Người Lùng hả chú? Dân tộc Lùng Việt Nam. Vâng. Mình đã lấy cái số điện thoại của chú xem là có khách nào cần lấy cái loại thuốc gì thì mình sẽ liên lạc với chú gửi cho này. Đặc biệt là mình thấy chú có một số bài chữa được cái bệnh vô sinh này thì nhiều người hỏi, mình sẽ xem nếu mà giúp được cho ai thì sẽ giúp. Thế mà chú là mua thuốc gì đây? Thuốc tăng sức khỏe. Chú cũng mua cái loại sinh lực đấy à? Ừ. Chú năm nay là đến năm mấy rồi ạ? Sao năm mấy là nào? 70 rồi vẫn mua về đẩy nữa à? Không, trong nghĩ chú chắc là chỉ tầm đấy thôi chứ nhỉ? Sao mà năm 60 mày tính bao nhiêu thì 60 thì năm nay là 63. Ừ. 63 tuổi rồi vẫn về đẩy này. Để mà nó đây tốt cho thân mà. Nhiều lúc cắm vào cái để đấy. Cắm vào để đấy. Đây từ đây về là ngâm mấy lít rượu đây ạ? Cái này ngâm cho là 4 lít. Đây là chú lấy mỗi một vị một ít luôn. Vâng. Triệu đấy. Vâng. Cái này là đúng. Vâng. Mỗi vị một ít cho người ngâm rượu. Các nhiều thuốc vô sinh nam nữ là 4 triệu. Vâng. Nhưng mà có thật. Có thật mới lấy tiền cũng được. Vâng. Không, nếu mà người ta đã có được con thì người ta không tiếc gì đâu. Thế thì. Vâng, vâng. Cái đấy không có gì để bà tiếc. Ở Huế có một bà bảo là cho tôi mua. Mình làm sạch sẽ chứ. Sạch sẽ mà. Chào ông chú nhá. Có một con gì. Vào cũng có một cái... Ở đây thì các bà các cô là bán chè khô này, rồi lá thuốc Lào tự quấn này. Coi đây rất thơm các bạn ạ. Và cũng khá là đắt hàng, mọi người mua bán tấp nập. Chào chị nhá. Dạ. Chào bà. Bà bán củ gì này bà? Củ sâm. Sâm này là gọi là sâm gì hả bà? Sâm ở rừng đau tim chân tay mỏi lấy rồi khói, đau xương. Đau tim, đau xương, đau chân tay về sắc nước uống hả bà? Bóc cái mỏ xào thịt. Xào thịt cũng được. Ngâm rượu cũng được đúng không bà? Vâng. Đây bà có một ít mớ sâm này các bạn này. Cây này còn cái cây này thì chữa bệnh gì bà? Đây là khi nó còn nhỏ đấy hả bà? Vâng, nó khác nhau. Mà sau này già nó thế mà. Khác nhau rất nhiều các bạn ạ. Nó cây nó nhỏ này nó đã ra nhiều củ thế này rồi. Cái cành lá nó rất đẹp nhá các bạn nhá. Cái này mang về trồng làm cảnh được này. Cành lá nó đẹp lắm. Vâng. Chào cô nhá. Cô có củ mài rừng à cô? Củ mài núi đá. Mài núi đá. Núi đá này ngon hơn núi đất đấy nhỉ cô nhỉ? Ngon hơn núi đất nhiều. Có xiên vào tận trong đá. Củ này thì về hầm xương thì luộc ăn ngon lắm. Đây là bà có cái gì phơi khô đấy? Cái gì? Củ cải phơi khô à? Củ
À, củ cải khô này về mình hầm với xương nó cũng rất là giòn, rất là ngon đúng không ạ? Toàn nhìn thì chưa nhận ra cái này mình đã được ăn rồi. Củ cải khô. Lấy đi. Chút 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 chút, cô đang bán à? Ừ, bán mà. Anh em cháu đi chơi không xách về được. Được mà. Đấy, củ mai rừng. Cô đang bán thạch đen. Thạch đen nổi tiếng. Những cái món ăn dân dã nhưng mà rất là ngon và du khách thưởng thức xong là nhớ mãi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ tranh thủ vào ăn sáng các bạn ạ. Những cái quán ăn sáng cũng dân dã này thôi, sau này di chuyển vào nhà một người bạn. Em ấy cũng làm YouTube để thăm gia đình và ăn cơm trưa. Hẹn gặp lại các bạn ở nhà bạn thịnh kênh Bản Sắc Vùng Cao TV nhé. Hai máy chạm vào nhau liệu có sao không? Không cái gì đâu anh ơi, chào anh nha. Đây em thịnh kênh Bản Sắc Vùng Cao TV nhỉ? Xin chào mừng một chàng trai người lùng đúng không? Xin chào các bạn. Chào mọi người nhé. Bây giờ anh em đang đợi để chào anh em triển khai con lợn quay. Con lợn quay à? Vâng. Chào cô. Mấy anh em trai bản này là làm lợn từ sáng giờ đấy à? Anh em là mình thì vào hơi muộn một tí. Ui ôi. Wow. Quá tuyệt vời luôn. Nhà em ấy cũng vừa làm xong một ngôi nhà rất là khang trang các bạn ạ. Mặc dù đường vào thì hơi xa, hơi sâu một tí. Chào các bạn. Dạ vâng, anh em cháu đường nó xa hơi khó đi nên đến muộn, các bạn thông cảm cho anh em cháu nhá. Chúc sức khỏe và nhá. Vâng. Đây các bạn đã mặc trang phục truyền thống để đón khách ở đây. Cháu. Dạ vâng, chào anh. Gia đình hôm nay bố trí rất là đầy đủ. Không phải chắc là nhà mình tranh thủ làm việc gì nữa chứ đông người thế này ạ. Trời mát ngồi anh em ngồi uống rượu thôi. Vâng, hôm nay trời phù hộ nhỉ. Quá nóng quá, hôm nay mưa này mát anh em ngồi uống rượu. Vâng, phần nội tạng là mình làm các món này đây ạ. Có những món gì đây anh nhỉ? Dòng xào dưa. Đây là xào dưa hết rồi anh. Xào dưa. Đây là nướng rồi anh. Em thấy có lá mốc mật đúng không? Một phần là xào, một phần là nướng. Đây con lợn này các bạn ạ. Bao nhiêu cân em? Con này là 50 cân anh ạ. 50 cân à? Ây dạ. 50 tròn số luôn. Như bên mình thì thường 50 cân thì sẽ ăn mấy mâm là vừa em? 50 cân thì tùy mình không? Tùy mình thôi. Muốn cho nó ra nhiều thì là nhiều. Nhưng mà mâm này nếu mà bình thường khả năng là 5-7 mâm đấy. 5 đến 7 mâm đúng không? Chặt mọi thứ ấy. Thế hôm nay nhà mình là sắp xếp bao nhiêu mâm em? Em làm nhẹ nhẹ 3-4 mâm thôi. 3-4 mâm ngồi cho nó vui. Thế thì ngồi đến tối không hết được con lợn này quá. Mưa gió anh ạ. Bên này thì gia đình chuẩn bị cả các cái bánh phở. Cái này mình mua về hay tự làm rồi chú? À vâng. Có cái hũ gì mà phải treo nó lủng lẳng thế này ạ? Mỡ. Mỡ, à mỡ treo cho kiến nó phải bò vào đúng không ạ? À, ngày xưa là trong quê là cháu thấy nhà cháu bà nội nó cũng treo cái ô mỡ thế này. Hay có con kiến vào nhà ấy. Vâng. Vâng. Nếu mà mình không treo được thì mình có thể để nó vào cái chậu nước đúng không? Cháu thấy hình như là à? Dạ vâng, cháu vừa đến ạ. Anh em cháu này lạc đường. Lạc đường ạ? À? Vâng. Đường là dạ. Cháu cũng không rõ đường đâu, mấy anh em đi thì các em nó lái xe bật đồ thì nó chỉ loạn hết cả lên. Vâng. Đây là các cái mẹt rau thơm để lát nữa sẽ chặt thịt lợn và xếp lên trên này các bạn ạ. Đây chắc là các cái gói xôi các bạn. Chín chưa? Bởi vì chín lấy cái đĩa về lấy cái đầu xa ra một tí cũng được. Phần thủ lợn sẽ mang đi thắp hương nhé các bạn nhé. Theo phong tục ở đây là có cái gì món và món gì ngon là cũng phải mang đi dâng lên ông bà tổ tiên. Đấy. Luôn nhỉ? Đến Lạng Sơn rồi thì mà không ăn món này đúng rồi. Phí cả chứ đi. Còn cái này là quá phí. Đến đây thì phải thích các cái món quay ở trên này. Lên
Mình lần đầu tiên được lên TV thì sợ gì? Dưng dưng ổ cũng đẹp. Thì chặt vào cái máng đấy để nước ngọt nó còn ra ngoài đúng không anh? Cái nước có mà. Cái này là để giữ con lợn à. Còn xoay đi đúng không? Đấy, với cả có cái nước này đúng không? Đấy, nước này mới phải là đặc sản của Tây Bắc này. Nước này để làm nước chấm nó đúng không? Cao ramen của em đâu rồi? Cao ramen chủ tịch của em thì đang đi làm việc. Không có tiêu không bảo ai quay cho. Ngon nhỉ, bì giòn như bánh đa luôn. Mấy hôm vừa rồi anh em ở ngoài Lạng Sơn thì cũng ăn lợn quay, nhưng mà ăn ở quán thì ăn từng miếng đâu bạn, hôm nay mới được ăn cả con. Hay mới ăn lợn quay Lạng Sơn thực sự. Các bạn ạ. Hôm nay sang nhà đi bái cho xong rồi. Mấy chỗ một đặc sản mà khác mới hợp để đi. Ồ, có túi xèo đút đít nó à? Anh em thử xem có giò không? Anh ăn tí thử xem có giò không? Ừ. Anh em chắc phải rửa tay làm miếng thử xem. Làm miếng thử xem có giò. Thôi quay thế được rồi. Anh em còn làm việc. Quay vào mồm. Chỉ cái bì nó không anh? Chuẩn đấy, ba chỉ. À, ngon nhất là ba chỉ đấy nhỉ? Ngon nhất và đắt tiền nhất. Đắt tiền nhất à? Đấy, bì này giòn như bánh nhau. Đánh bì ra. Nhưng mà với Lạng Sơn thì một cân thì khoảng 200 nghìn thôi. Rất là rẻ. Cân là 200 nghìn. Bởi vì bên này quay rất là nhiều nên là giá thành nó cũng rẻ đúng không? Này. Đặt khá lâu mới có đúng không? Đúng rồi. Riêng cái đồ quay này ăn nóng hổi đúng không? Bên trong này là chỉ lá móng mật thôi hay còn gia vị khác không? Có đấy. Lá móng mật xong rồi quả xong rồi cái gia vị Hà Lan là bí kíp gia truyền. Không đùi nó ăn, đùi nó thịt nó lạc cũng chắc. Anh em mình vào hơi muộn một chút nên là có lẽ là cái da nó không được giòn nữa rồi các bạn ạ. Cái phần dưới này là để lâu là nó ỉu. Để lâu nó ỉu, nó bị hấp hơi vào rồi đúng không? Đây, giờ nó không được giòn lắm nữa rồi. Vâng. Úi dồi. Cái phần ba chỉ vẫn ok, vẫn giòn. Xin phép các anh em thử miếng nhá. Nhìn thèm quá. Ok. Về màu sắc như con này là chuẩn đấy em nhỉ? Màu okay vàng đấy. Tươi nhỉ? Rất là tuyệt vời đâu. Không bị cháy, không... Thợ đấy, thợ đang đứng đằng sau đấy. Bên trong nó cũng vừa chín đúng không? Ông chú sang bên này để lên TV cái. Lợn nhà em nuôi là... Vâng, thông cảm cháu nhá, đang cầm máy quay. À đây, trên nhà đây. Chào các bác ạ. Vâng, chào. Các bác đã ngồi chờ khá là lâu rồi. Đúng, cũng mấy ngồi. Vâng. Thủ lợn sẽ được dâng lên gia tiên các bạn ạ. Ở đây thì là vẫn, bàn thờ thì vẫn sử dụng các câu đối, các... viết bằng chữ nho từ ngày xưa các bạn ạ. Em tâm cứ thử miếng đi. Lại quay đi. Lần quay mình là cứ phải chặt miếng to đấy anh nhỉ? Cái chặt miếng to ăn nó mới ngon, nó mới đã được. Ăn miếng thịt to uống bát rượu đầy nhỉ? Tí nữa mình uống bát rồi em. Cái này thì chắc là uống chén. Uống chén. Mình uống từ từ, uống dần dần. Uống dần dần. Rượu Lạng Sơn uống là không say anh ạ. Uống là không say đâu. Anh cũng chưa được say rượu ở Lạng Sơn bao giờ đâu. Vâng. Nhưng mà hôm nay khả năng là say. Hôm nay nhìn thấy gia chủ mà tiếp đón như thế này thì không say không về được các bạn ạ. Không có lúc trong say không về. Say không về nữa. Nhưng mà chắc chắn anh em kế hoạch là ở lại đây ngày mai mới di chuyển các bạn ạ. Tối nay là chiều nay là uống rượu hết mình với lại chủ nhà. Con này rất là lạc nha các bạn ơi.
Các chú mấy lần anh em mình ăn lợn quay ngoài quán là nó mỡ mỡ thì không được ngon này đâu. Lợn này là được tuyển chọn rồi. Em nó tuyển chọn đặt mấy ngày ấy, nhờ anh em đi tìm mới được con lợn ngon này. Nhà quê đấy thôi. Sau khi là thịt được băm các cái miếng khá là to ra thì cái bì sẽ thái và xếp bên trên để trang trí rất là bắt mắt luôn. Màu xanh, màu trắng, màu vàng kết hợp với nhau. Đây. Từ các phần của con lợn thì đây còn có một món để làm cái canh xương nữa mà. Và gia đình thì có sắp thêm một mâm ở bên dưới bếp nữa vì là đông khách quá nên là chia ra. Lát nữa cháu xuống mời rượu nhé bà nhá. Bà cụ của em đấy. À bà nội luôn đúng không? À bà nội và đấy, lát nữa thì các cô các bà thì sẽ ngồi ở đây. Đấy còn thì trên nhà có ba mâm. Bây giờ cháu lên trên đồng tí cháu xuống cháu mời rượu nhé bà nhá. Vâng. Bây giờ bà chị này các anh ấy sắp mâm là cơ bản là cũng xong rồi. Ba mâm nhé các bạn nhé. Hôm nay nhà mình ấy kết hợp ăn nhà mới luôn sao nhỉ ông chủ nhà nhỉ? Phải không em? Nói chung là anh qua chơi thì cũng gọi các chú anh con lợn thì mình con lợn hơi bị to nên là gọi các anh em đến để anh chè. Gọi chia vui đúng không? Bắt giờ không phải mấy em mà vui không hết. Lúc kèo có cái thẹp tặng thẹp về so với ở kèo ra mà sát là được. Xây xa rồi. Mát rồi. Trời phù hộ cho những người uống rượu. Mấy ông nọ mọi người uống rượu đâu à? Mấy ông nọ mọi người toàn uống bia thôi chứ. Đúng rồi. Ông trời thế bảo dạo này rượu dưới hạ giới tiêu thụ kém quá. Nó phải mưa xuống cho tí. Chia tay với Lạng Sơn và anh em mình tiếp tục cái hành trình di chuyển từ Đông Bắc trở về với Tây Bắc và tiếp tục đi hướng các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của anh em mình. Xin chào và hẹn gặp lại.